Hello! Do you like music? Chào bạn! Bạn có thích âm nhạc không nào? Bài học này, chúng ta sẽ cùng học các từ vựng về âm nhạc nhé! Từ đầu tiên nào? Concert. Từ này có nghĩa là buổi hòa nhạc. Concert. Concert. Đọc to lên nào. Concert. Một lần nữa nhé. Buổi hòa nhạc là gì? Concert. Ok, và chúng ta đi xem concert ở đâu nào. Concert hall. Phòng hòa nhạc. Concert hall. Concert hall. Một lần nữa nào. Concert hall. Ban nhạc là gì nào? Chính xác. Band. 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 Ban nhạc thì chơi dụng cụ âm nhạc đúng không nào? Và ta có dụng cụ âm nhạc là instrument. Instrument. Hai lần nữa nào. Instrument. Instrument. Nhớ là trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên nhé. Lại nào. Instrument. Baton là gậy chỉ huy. Ta đọc là baton, chứ không phải là baton nha. Baton. 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 Lyric là lời bài hát. Lyric. Lyric. Hana thấy có nhiều bạn đọc là lyric. Chúng ta sẽ không đọc là lyric, mà lyric nhé. Lyric. Tiếp theo, ta có động từ live, mang nghĩa sống. Nhưng khi nó là tính từ, thì nó lại mang nghĩa trực tiếp và được phát âm là live. Ví dụ như live show. Live. 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 Recording studio là phòng thu. Recording studio. Recording studio. Một lần nữa nào. Recording studio. Tiếp theo, cover version là gì nào? Chính xác, bản hát lại. Cover version. Cover version. Một lần nữa thật to nào. Cover version. Ok, chúng ta ôn lại các từ đã học nào. Buổi hòa nhạc là gì? Đúng rồi đó. Concert. Phòng hòa nhạc. Concert hall. Gậy chỉ huy. Baton. Ban nhạc. Band. Dụng cụ âm nhạc. Chính xác. Instrument. Lời bài hát. Lyric. Trực tiếp. Chính xác. Live. Phòng thu. Quá dễ rồi. Recording studio. Và bản hát lại. Cover version. Good job. Ok, chúng ta học tiếp nào. Danh từ string có nghĩa là dây đàn.
String. 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 Còn phím đàn là key. Key. Nó cũng là chìa khóa phải không nào? Key. Phím đàn. Key. Key. Score là bản hòa âm. Score. 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 Đơn ca hay độc tấu là gì nào? Dễ rồi. Solo. Chúng ta không đọc là solo nha. Solo. 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 Một ca khúc ta gọi là a piece of music. Chúng ta có danh từ piece là miếng hay mẩu. Một mẩu âm nhạc ta gọi là một ca khúc nhé. A piece of music. A piece of music. A piece of music. Lại một lần nữa nào. A piece of music. Bạn còn nhớ nghĩa của từ symphony trong ca khúc symphony không nào? I just wanna be part of your symphony. Will you hold me tight and not let go? Symphony. Symphony, bản nhạc giao hưởng. Symphony. 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 Và tiếp theo, overture. Overture là khúc dạo đầu. Overture. 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 Và tiếp theo, bạn có thấy từ choir quen không nào? Choir. Choir. Từ choir nằm trong ca khúc I Wanna Marry You của Bruno Mars. Và từ choir có nghĩa là đội hợp xướng. Choir. Hãy nhớ cách đọc của từ này nha. Nó khá là lạ và khác so với mặt chữ của nó, phải không nào? Choir. 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 Và từ cuối cùng, bass là tiếng bass. Bass. Chúng ta đọc là bass chứ không đọc là bass nha. Bass. 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 Alright, done done. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại toàn bộ từ vựng của bài nha. Nào, trực tiếp là gì nào? Live, chính xác. Buổi hòa nhạc. Concert. Phòng hòa nhạc. Concert hall. Bản hát là ai? Cover version. Tiếng bass. Bass. Dụng cụ âm nhạc. Chính xác, instrument, đội hợp xướng, choir, bản giao hưởng, symphony, phòng thu, recording studio, ban nhạc, band, gậy chỉ huy, chính xác. Baton. Khúc dạo đầu. Overture. Một ca khúc. A piece of music.
Độc tấu. Solo. Lời bài hát. Lyric. Ok, chúng ta đã ôn xong toàn bộ từ vựng của bài rồi. Hãy ôn lại một lần nữa và đừng quên làm bài tập nha. Hẹn gặp lại bạn trong bài học tiếp theo. Ta-da!